bảo là trong thôn này thì là có một bạn ấy rất là xinh xắn, đấy biệt danh là bông hoa xinh đẹp của núi rừng các bác ạ. Em Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Chúc các ông bà, cô bác, anh chị có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều điều may mắn ạ. Hôm nay thì mời các cô bác, anh chị cùng em Đào đi xuống dưới này để thăm một bông hoa rừng xinh nhất bản các bác ạ. Đấy, theo như em Đào cũng vào trong này được gắn bó ở đây cũng được gần 2 năm trời thì cũng thấy bà con nơi này cũng bảo là trong thôn này thì là có một bạn ấy rất là xinh xắn, ấy biệt danh là bông hoa xinh đẹp của núi rừng các bác ạ. Đấy, nhà bạn đấy thì nãy em Đào cũng có hỏi bà con ở trên này thì bà con cũng bảo là cứ theo đường mòn này đi xuống là đến nhà của bạn đấy. Bây giờ thì cũng mời tất cả các ông bà cô bác cùng theo chân em Đào đi xuống thăm một bông hoa rất là xinh đẹp ạ. Như nhà của bạn đấy thì lại một nhà khác ở sâu trong hòm dưới này rồi các bác. Đấy, hầu như là bà con ý, xung quanh là cũng tập trung hết ở khu vực trên mặt đường. Còn bạn đấy thì lại phải đi bộ xuống dưới này. Đấy, khá là xa thì mới đến nhà của bạn đấy đấy. Đấy, cũng thấy bảo là rất là xinh xắn. Các bác ạ, nhìn thì không giống như là người của dân tộc người Mông ấy các bác. Cũng mời các bác xem là xinh thế nào. Đấy, nhà thì chắc là ở ngay dưới này rồi. Hiện tại thì em Đào đã nhìn thấy một bạn rất là xinh ngồi ở trước cửa rồi đấy. Không biết là phải nhân vật này hay không thôi. Có lẽ là nhân vật này thôi đấy các bác. Không biết là các bác có mong ngóng như bản thân của em Đào không? Xin chào. Xin chào. Đây, chắc là bạn này rồi. Em ở nhà này phải không? Đúng rồi ạ. Rất là xinh thật các bác ạ. Đấy, chị thì thấy bảo là trong thôn mình là có một bạn mà xinh nhất thì là có phải em không? Đấy, nếu mà hỏi thế chắc chắn là bạn đấy không nhận rồi các bác ạ. Nhưng mà theo như em Đào nhìn ấy thì thật sự là cũng rất là xinh. Đây, em vào đây. Đấy, ngồi nhé. Nó xinh gái nhỉ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 16 ạ. À, 16 tuổi à? Em tên là gì? Tên là Vừa. Tên là Vừa đúng không? À, bạn này thì là tên là Vừa, 16 tuổi. Em chào chị. Thế là em còn đi học không? Không. Không á? Đang nghỉ học sớm đấy. À, muốn lấy chồng à? Hay làm sao? Hơi e thẹn một chút các bác ạ. Tại vì các bạn trên này thì cũng đang có máy quay đứng ở trước mặt nữa. Nên là đến bản thân của em Đào ấy là còn thấy khá là run. Thì nói gì đến đây các bạn đấy cũng mong là các ông bà thì thông cảm ạ. Đấy, em là ở trong này luôn đúng không? Đúng rồi. Em đang ở nhà với ai? Chị gái à? Hay là chị dâu? Chị dâu. Chị dâu à? Vâng. Thế chị cũng đến đây rồi ấy, thì vào nhà của em một tí nhá. Đấy, em vào trước đi. Rất là xinh thật các bác ạ. Đấy, như lời đồn, đấy, lời thơm thì tiếng đi xa ấy. Bố mẹ em đi đâu hết rồi? Ngủ á? Giờ này đi ngủ rồi á? Đây bây giờ vừa có 4 giờ chiều thôi. Bố mẹ em đã đi ngủ rồi. Say rượu à? Theo như trên này thì bà con ấy là đi đâu ấy cũng hay mở đầu câu chuyện bằng một chén rượu các bác ạ. Nên là đa số là uống rượu nhiều ấy. Đấy, cũng giờ này say rượu cũng đi ngủ rồi. Đấy, rất là xinh xắn. Thế sao em nghỉ học sớm thế? Hả? Cháu chỉ cần ta là? Chỉ cần tê. Chỉ cần tê là? Ừ. Thế em không đi học sao em vẫn biết nói tiếng phổ thông? Vâng, đúng rồi. Thế em giao tiếp được gì em cứ giao tiếp bình thường thôi. Thả lối cho chị tầm mà thả ấy. Cháu tổ tê à, bác có tên bè chứ rồi. Hả? Thả lối cho chị tầm mà thả mà. Chị bác thả. Nói được như lúc nãy là cũng được rồi còn gì nữa. Đấy, thế là gia đình là ăn cơm chưa? Rồi ạ. À, ăn rồi á? Đấy, cũng ăn cơm sớm, ngủ sớm luôn các bác. Nói chung thì bà con trên vùng cao ấy thì ăn sớm, ngủ sớm và dậy sớm. Đây, chị xin phép mở ra xem nhà mình ăn món gì nhá. Được không? Vâng. Ồ, cơm nguội. Còn ít cơm nguội các bác ạ. Như thế là vừa là nghỉ học lâu rồi đúng không? Đúng. Trước đây thì bạn đấy cũng có đi học các bác ạ. Nhưng mà bạn đấy thì cũng nghỉ rồi thì cũng giao tiếp được hơi ít đấy. Đấy. Em đấy thì một phần cũng là ngại nữa. Em đang ở trong căn nhà này với lại bố mẹ này, anh này, chị dâu này. Đúng rồi. Cũng khá là đông người nhỉ. Đấy, bây giờ thì cũng đi xem qua nhà em một tí nhỉ. Vâng. Đấy, ở sâu trong rừng đấy, đi xuống dưới hỏ mà lại có một nhân vật rất là xinh như thế các bác ạ. Đấy, đấy mới tội là hơi xấu hổ thôi. Cái gì đây? À, có thịt. Thịt là thịt lợn các bác ạ. Đấy, ngô này,
như trong khu vực của mình này là cũng thức ăn hàng ngày là cũng là ngô thôi nhỉ, phải không? Ở đây thì không trồng được lúa các bác ạ, do là cũng ở trên cao quá, với lại là xung quanh ấy là cũng toàn núi với lại đá ấy, nên là cũng không có nước để làm ruộng ấy, hầu như là chỉ cây lương thực chủ yếu là cây ngô. Cây rừng này là em ngủ hay là ai ngủ đây? Không có ai ngủ. À, không có ai ngủ à? Đấy, vùng cao thì như cái căn nhà này thì cũng gọi là khá giả ở đây các bác ạ. Đây, củi đây. Đấy, vừa là hàng ngày có đi lấy củi không? Có. Có. Ừ. Sao đi lên núi suốt mà vẫn rất là trắng và xinh gái nhỉ? Đây, củi rất là nhiều này. Cái này là để bưng thành cái nhà luôn cũng được đấy các bác. Ở khu vực bên kia nữa là cũng có rất là nhiều củi. Đây, ngoài ra thì bà con trên vùng cao ấy cũng tận dụng cái cây ngô khô để làm củi nhóm bếp luôn. Đây, khu vực nhà nào cũng có rất là nhiều cái cây ngô này. Nhà mình ở đây là cũng dùng nước mưa thôi phải không em? Không có nước sạch à? Có. Có. Đâu lấy ở đâu? Dưới này á? Ở trên kia. Ở trên kia. Nhà nước sạch là phải đi điệu về khá là xa đúng không? Đúng. Đấy, ở nhà đi lấy củi nhiều là tóc cháy nắng hết rồi. Đúng không? Đúng. Ôi rồi. Tóc hơi có tím màu các bác ạ. Đấy, biệt hiệu xinh nhất xóm thì nói chung là cũng phải giống cậu á. Có một giống nó to là với giọt đi hả? À, đang nhờ em đấy vào nhà để lấy ghế, xong rồi hai chị em cũng ngồi ở bên ngoài thôi các bác ạ. Vì trong nhà cũng hơi tối, sợ hình ảnh chất lượng không được tốt đấy. Đấy, làm gì ấy? Quá chị á? Chùa. À, thoát chùa. À, đi lấy củi à mày, đi lấy củi phải không anh? Đúng. À, anh trai của vừa à? Đúng rồi. Anh ruột luôn á? Nên là anh trai của cái bạn mà nãy em Đào cũng vừa mới nói chuyện cùng. Anh là giờ này thì bố mẹ thì ngủ rồi, nhưng mà anh là đang chuẩn bị đi lấy củi. Đây cái khu vực phía bên ngoài của nhà bạn đấy đây, đấy có con chó đẻ các bạn ạ. Không dám vào gần tại vì nó đang đẻ thì cũng sợ là nó dữ hơn con chó khác rất là nhiều các bác ạ. Đây, à đây xung quanh nhà là có rất là nhiều cái cây cỏ voi, thì cũng có các bác cũng hỏi bà Đào ơi sao xung quanh đường đi ấy là nhiều cây mía để ăn thế, thì cũng xin thưa với các bác đây là cái cây cỏ để cho con bò, con vật nuôi ăn ấy, cũng không phải là cây mía đâu. Đấy thì các bác chắc là ở dưới xuôi cũng không có cái cây này ấy, nên các bác là nhầm với lại cây mía. Đấy các bác cũng bảo là sao nhiều mía thế mà không mang ra chợ bán ấy, thì cây này là dành cho con bò ăn thôi các bác ạ. À đây, đây mới là cái cây mía thật này các bác ạ. Đấy là cây cỏ voi, còn đây là cái cây mía đây. Đấy nhưng mà cũng trồng được ít thôi, cái này thì là mang ra bán thì cũng chẳng được bao nhiêu lắm ấy. Nhà của em đấy thì còn có anh trai ấy, nên là anh đấy cũng nuôi được thêm mấy tổ ong ở khu vực phía bên ngoài nữa. Nói chung là tổ ong ở trên này thì trên này cũng có hoa bạc hà, nên là cũng rất là tốt các bác ạ. Củi thì cả trong nhà cả ngoài là đều rất là nhiều. Vào nhà nào mà thấy nhiều củi thì biết nhà đấy là rất là chịu khó rồi, thì mới có được nhiều củi như thế các bác ạ. Đấy, em ngồi xuống. Thế em biết tên chị chưa? Biết rồi. Biết rồi à, chị tên gì? Chị Đào. Chị Đào, đúng rồi nhỉ? Thế là vừa là 16 tuổi nhỉ? Vâng. Thế là chị lớn hơn em 4 tuổi. Là chị bao nhiêu tuổi? Em nhớ rồi. Chị 20 tuổi. Vâng. À, đấy, thế là vừa là cũng ăn cơm xong là giờ là cũng chuẩn bị đi ngủ thôi nhỉ? Ngủ rất là sớm các bác ạ. Thì như bà con trên này thì buổi sáng dậy thì cũng như em ở trong này thì buổi sáng em dậy từ mấy giờ à? 5 giờ. Vâng. Thế công việc đầu tiên dậy là nhóm bếp đúng không? Đúng. Xong rồi nấu cơm, ăn sáng không đi cắt cỏ. Để đi cắt cỏ về là có nhà ấy dậy từ 3-4 giờ sáng rồi. Nói chung là tầm 5-6 giờ tối thì bà con cũng đi ngủ hết, tại vì là cũng không có điện đóm ấy, nên là ngủ rất là sớm, cũng như là ngủ sớm thì dậy sớm thôi. Thế thì em là con thứ mấy, nhà em có mấy anh em? Có 4 cái. Có 4 cái á, 4 anh em đúng không? Đúng. Thế em là con út à đúng không? Đúng. Tù giàu cơ lắm, con à? Thế là các anh chị là đều lập gia đình hết rồi chứ gì? Đúng rồi. Có vợ có chồng hết rồi đúng không? À, thế là còn em là em có người yêu chưa? Chưa. À em chưa. Thì là cũng còn rất là trẻ thôi các bác ạ. Bố mẹ em năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Không nhớ nhỉ. À, không biết năm tuổi của bố mẹ à? Vâng. Thế hôm nay chị vào thì bố mẹ em cũng say rượu đi ngủ rồi ấy, nhưng mà cũng chưa biết là mặt cô chú là lớn tuổi hay chưa. Thế thôi thì cứ gọi là cô chú nhá. Vâng. Tức là bình thường ở trong này thì như em cũng nãy em bảo ấy là không trồng được lúa thì là hàng ngày là cũng chỉ ăn mèn mén đúng không? Đúng. Thế hôm nay chị cũng vào đây ấy, tiện thể là trưa nay chị cũng chưa ăn cơm. Thế là nhà mình là có mèn mén không? Có. Thế hai chị em mình thử nhá. Được. Em ăn không? À, thế hai chị em mình thử một tí mèn mén nhỉ. Đấy, chị thì cũng ở trên này nói chung là được sinh ra và lớn lên ở trong cái khu vực Hà Giang thôi. Đấy, nhưng mà chỗ chị thì may mắn hơn là có nước để trồng lúa ấy. Nhưng là lương thực thì có gạo. Đấy, mèn mén thì chị cũng chưa ăn ấy. Thế thì hôm nay chị cũng vào đây thì trải nghiệm cùng em gái xinh đẹp một bữa mèn mén nhá. Rồi, thế bây giờ đi lại đi vào, hai chị em mình đi vào và lấy ít mèn mén ra ngoài ăn cho sáng nhá. Mày chắc là nó đi lấy cỏ à chị? Phải. À, thế chị là chị gái của Vừa hay là chị dâu? Là chị dâu ạ. Chị dâu vợ của anh này đúng không? Phải. À, anh thì hay hơi ngại ống kính các bác ạ, nên là cũng ít tiếp xúc với lại hai chị em hơn. Đấy, thế là giờ này là chị mới đi lấy cỏ bò này. Thường thường thì bà con là cũng đi vào đầu giờ chiều ấy. Vâng, thế chị bận thì chị cứ đi nhá. Vâng, em chơi với Vừa một tí. Đâu mèn mén đâu à Vừa? Theo Vừa là từ lúc em đẻ ra là cũng ở trong cái căn nhà này rồi đúng không? Đúng. Khu vực nhà cửa thì nói chung là chỉ cần nhìn qua thôi thì cũng đã biết là lâu năm đấy các bác. Như ở đây là trên cái gác này. Đấy, em đào chạm vào thì tay em đào cũng đen hết đấy. Tại vì nó cũng lâu năm rồi. Đâu, xem nào. Thịt treo gác bếp các bác ạ. Đây là thịt lợn đen của bà con ấy. Có gì đâu, thấy mèn mén ở đâu? Có mèn mén không? Có á. Thì à. Ủa, thấy biết... tức tàn cho á. Vâng. Ừ. Cháu xin ít mèn mén nhá cô ơi. Ừ. Đấy, nhớ từ não. Đâu, còn còn cái chó đây hết mèn mén rồi. Ai làm chó được vừa chết đấy. Đấy, nghỉ, đây là mẹ của bạn. Đây. Chị đòi nhá. Ui, nó mà mong mà chỉ mua nào cô. Ừ. Chứ mua. Ủa năm mà mong mà chỉ mua này. À mua. Mua là. À ý mình chỉ mua rồi dễ mua. Ồ thế rồi đợi à. Đợi à cô nấu xong thì cháu ăn. Vâng. Mua nó thật nhiều. Thẩm thấy ăn đâu rồi là lớn. Vâng. Mẹ là nhận cháu đào ấy các bác nên là nghe thấy tiếng là cũng từ trong phòng là chui ra luôn. Cô chào các bác à. Đây. Rồi giờ đó. Đó, ăn hay lắm. Thế cô thấy rượu thì cô đi ngủ đi. Vâng, đây để cháu đưa cô đi ngủ. Đấy đó. Ôi trời trời xíu bố. Đang chào nhiệt tình các bác ạ. Nghe. Ơ xây rượu đi ngủ. Ừ. Tấu cho ông. Ni ni ni. Ni mà, đây đây phòng ở đây. Cô đang định xin Vừa ít ra mèn mén để trải nghiệm là mèn mén chan với lại nước lọc các bác ạ để ăn. Đấy, nhưng mà cái bột ngô ấy thì thật sự là ăn nó rất là ngọt, ngọt hơn gạo. Đấy, chẳng qua thì nếu mà ăn không quen ấy thì cảm thấy nó hơi khô. Đấy, Vừa bảo là có mèn mén nhờ chị vào có mỗi cái chó thôi. Đấy, mẹ của Vừa thì cũng say rượu rồi các bác ạ. Thì hôm nào nấu mèn mén gọi chị nhá. Vâng. Để chị vào chị xin một ít ăn nhá. Vâng. Được không? Được. Mùa này là bà con cũng vừa mới thu ngô mùa mới ấy, nên là ngô thì ăn rất là ngọt các bác ạ. Vì là ngô mới ấy, ăn ngon hơn ngô cũ phải không Vừa? Thế hôm nào chị vào trong này xong hai chị em mình cùng trải nghiệm mà làm mèn mén cho các ông bà các bác xem nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn em nhá. Vâng. Đấy, đúng là bông hoa xinh đẹp các bác ạ. Còn bây giờ thì có lẽ là nội dung này thì cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim sau. Cảm ơn các ông bà, cô bác đã quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Để cho cháu Đào xin một nút đăng ký ạ. Hẹn gặp lại tất cả ông bà ở những thước phim sau ạ. Xin chào.